Nắng đã có gió, mưa đã có dù, không biết mặc gì thì đã có. Ờ, nhầm, mưa đã có dù nhưng mà mẹ mưa mã như này thì biết làm thế nào. Hãy đến với chúng tôi, dịch vụ cô gái nứng là cô gái nắng, nhưng mà hơi lan man rồi nhá. Nghe đến đây thì chắc các bạn cũng biết đây là video gì. Nếu bạn không biết thì hãy ngồi xuống để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về Weathering With You, mây mưa với em, hoặc đứa con của thời tiết nếu mà bạn thích kiểu về phim. Bộ phim bắt đầu với nhân vật chính Morishima Hodaka, một thằng trẻ trâu mới bước vào cấp 3 với sở thích tắm mưa. Tắm rửa sạch sẽ thì đâu thích đi tắm mưa. Bố mới thằng cấp 3. Vì một lý do gì đó, cậu quyết định bỏ nhà ra đi, đến với Tokyo tấp nập phồn hoa, mong muốn cuộc sống tự do tự tại. Chiều mới, người trẻ mà, nghĩ là làm. Hodaka lên tàu đi tới Tokyo. Trên đường đi bỗng có một cơn mưa bất chợt, Chibu hiện ra, khiến mọi người ai đấy đều khó chịu. Nhưng Hodaka lại thích thú với điều này, lao ra tắm mưa, rồi suýt chút nữa thì lên bàn thờ ngắm đít gà luộc. Nếu không có sự giúp đỡ của Tsukake Isuke, một nhà báo, để thể hiện sự biết ơn, Hodaka mời Kei một bữa ăn, rồi dần dần kết thân. Lúc hai người chuẩn bị chia tay, Kei liền đưa cho Hodaka danh thiếp và nói, mày học hành không ra gì thì về làm báo với tao. Những ngày tiếp theo, Hodaka dần trải nghiệm cuộc sống tại Tokyo, nhận ra nó không vui vẻ như mình tưởng tượng. Vì với cái mặt non choẹt, đếch ai thể nhận cậu vào làm việc, không có việc khiến cậu nghèo như Brunei. Điều này khiến Hodaka vô cùng bế tắc, ngồi gục tại một chỗ, nhưng bất ngờ bị một thằng hãm lìn đuổi đi, thậm chí còn ngáng chân khiến cậu ngã sấp mặt. Tuy nhiên, Hodaka bất ngờ nhận được một phong bao lì xì, vội mang đến cửa hàng tiện lợi mở ra, nhưng bất ngờ phát hiện ra một khẩu súng. Thế là có đồ chơi rồi, cất đi thôi. Sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm địa chỉ trên danh thiếp của Kei, nhưng được một lúc thì mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, một cô nhân viên cute phụ mai que mang đến một chiếc hamburger, bảo cậu ăn rồi rời đi. Hành động này khiến Hodaka vô cùng bất ngờ, vui vẻ đập hết chiếc bánh mà quên mất không xin yên tư. Sau đó Hodaka tìm đến nơi ở của Kei, bất ngờ khi thấy một cô gái sexy đang nằm phơi thề trên ghế. Ngon thế nhở, chán nói, các ông đang nghĩ thế đúng không? Bỏ đi nhá. Đây là Natsumi, cháu gái của Kei. Nhưng cô lại lừa Hodaka mình là tình nhân của anh, khiến cậu tìm sái cổ. Đúng lúc này Kei mở cửa đi vào, không hề bất ngờ trước sự có mặt của Hodaka. Lập tức nói rõ công việc cậu cần làm là viết content. Hodaka được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các hiện tượng siêu nhiên, đặc biệt là nguyên do khiến Tokyo luôn mưa. Để làm được điều này, Hodaka theo chân Natsumi tới phỏng vấn một bà thầy bói để lấy tư liệu về cô gái nắng, rồi bất ngờ biết rằng khi sử dụng quá nhiều sức mạnh, cô gái nắng sẽ tan vào hư vô. Hodaka kiểu tiến chứ, tiến tiết đéo nào được. Nhưng vì đây là báo lá cải và cậu cũng khá là vô học nên cậu vẫn phải chém gió phần phật, và cuối cùng được Kei nhận vào làm, đồng thời cho phép sống cùng anh ta. Những ngày tiếp theo, Hodaka theo chân Natsumi đi phỏng vấn khắp nơi, rồi trở về văn phòng bắt đầu viết báo. Mặc dù công việc rất mệt mỏi, nhưng cậu lại vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Vào một ngày đẹp trời, thực ra không đẹp cho lắm, đang dạo phố, Hodaka vô tình nhìn thấy cô bé đang bị trêu ghẹo, nhận ra đó chính là người đã giúp mình trong cửa hàng tiện lợi, bật mốt anh hùng cứu loli. Nhưng chạy được một đoạn thì bị chặn lại, không còn cách nào khác, Hodaka bèn lôi khẩu súng đồ chơi ra, muốn hù dọa chúng chạy đi. Tên đầu sỏ nhìn thấy kiểu đùa bố mày à, bùm, này thì đùa, đứng hình mất 5 giây luôn. Nhân cơ hội này, cô bé kéo Hodaka đến thẳng một căn nhà bỏ hoang, chửi cậu một trận vì tội liều lĩnh rồi rời đi, để lại Hodaka đang vô cùng sợ hãi khi vừa sử dụng súng. Một lúc sau, bỗng cô bé quay lại tâm sự với cậu về việc bị đuổi khỏi cửa hàng tiện lợi, khiến Hodaka cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhìn thấy biểu cảm này, cô biết chắc đây là một người tốt, đồng thời nhận ra cậu là một người bỏ nhà đi bụi, nên cả hai kết thân cùng nhau. Cô giới thiệu bản thân tên là Amano Hina, rồi lập tức biểu diễn cho Hodaka xem một thứ vô cùng thú vị. Thú vị chưa? Đây chính là cô gái nắng trong truyền thuyết. Vì sự thật này, hôm sau hai người có một buổi hẹn tại nhà Hina để lên kế hoạch cho việc kiếm tiền bằng khả năng của cô gái nắng, rồi sử dụng khả năng viết báo của Hodaka đăng nó lên mạng nhằm tìm kiếm khách hàng. Đúng lúc này, Nagi, em trai của Hina đi học về, bất ngờ nhìn thấy Hodaka. Nhưng khi biết cậu là đối tác của Hina thì đếch thèm quan tâm nữa. Tinh tinh, máy tính vang lên thông báo có người đặt hàng. Thì ra là một hội chợ muốn thời tiết đẹp nên đã book đơn hàng. Hai người vội vã chuẩn bị một chiếc ô cầu mưa và bắt Nagi hóa trang thành con bùa, rồi lập tức tiến đến hội chợ thực hiện màn cầu mưa đầy đặc sắc. Ban tổ chức kiểu mẹ chúng mày làm cái gì đấy? Chưa kịp nói xong, bầu trời bỗng xanh trở lại khiến họ vô cùng bất ngờ và thích thú, vui vẻ trao tiền thưởng cho Hina. Sau sự kiện này, mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô gái nắng, giúp hai người có thêm rất nhiều đơn hàng, rồi được mời đến lễ hội pháo hoa biểu diễn, khiến Hina và Hodaka vô cùng hạnh phúc. Nhiều tiền thế thì ai chả vui. Nhưng họ không hề biết rằng có một điều kỳ lạ sắp xảy đến với họ. Cùng lúc này, Natsumi và Kei vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ tại Tokyo, nên đã tìm thấy một linh mục, rồi biết được truyền thuyết về thiếu nữ thời tiết rằng những người được chọn đều sẽ có kết thúc bi thảm. Trở lại với Hodaka và Hina, lúc này đang thực hiện đơn hàng của bà lão tên Tachibana Tomi, thì đột nhiên một thanh niên từ xa tới. Anh có nhớ em không? Ê, các ông có nhận ra đây là ai không? Đây chính là Tachibana Taki, nhân vật chính trong Your Name. Cậu xuất hiện với một mục đích duy nhất, khuyên thằng ngu Hodaka là mua quà cho Hina đi.
ngoài ra thì cũng không có tác dụng gì lắm. Cầu nguyện xong xuôi, hai người vui vẻ thực hiện nghi lễ Odon của bà Tomi, nói chuyện phiếm rồi ra về. Hodaka nghe theo lời của Taki, vội tới trường học xin tư vấn từ Nagi, rồi lao thẳng tới trung tâm thương mại, tạo một chiếc nhẫn để tặng cho Hina vào ngày sinh nhật, cũng chính là lần cầu nguyện cuối của cô. Chớp mắt ngày này cũng đã tới, Hodaka cùng Hina tới gặp khách hàng của mình. Bất ngờ đó lại là Kei và con gái. Điều này khiến Hodaka cay cú chất vấn anh ta vì đã lừa cậu, nhưng Kei đếch quan tâm, chỉ buông lời cả khịa. Đúng lúc này, Natsumi từ xa đi tới, đã hai người khỏi Hina, rồi bắt đầu bùng chuyện phiếm, đồng thời nói ra sự lo lắng của mình về truyền thuyết thiếu nữ thời tiết. Ngay khi ánh sáng của nắng qua đi, tất cả tạm biệt nhau rồi ra về. Hodaka lúc này muốn rút nhẫn tỏ tình, nhưng Hina bỗng quay đầu lại, dường như muốn nói một điều gì đó. Tột nhiên, một cơn gió thổi tới cuống văng chiếc áo khoác, lộ ra thân hình vô cùng nóng bỏng. À không, là phần tay trái của cô đang dần trong suốt. Hodaka thấy thế thì Big Daddy hóa luôn, đứng con mẹ nó hình. Thấy vậy, Hina đành phải kể lại câu chuyện của mình, rằng vào cái ngày mà mẹ cô được ngắm đít cả luộc, cũng là ngày cô biết mình đã được kết nối với Sky, tức là bầu trời, và sở hữu sức mạnh của cô gái nắng. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai người trở lại nhà của Hina, nhưng Hodaka vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nên khi tắm xong muốn hỏi Hina. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cảnh sát vang lên, hỏi Hina về thông tin của Hodaka, vì gia đình của cậu bá con trai bị mất tích, đồng thời thông báo với cô người giám hộ sẽ đến vào sáng hôm sau. Nghe thế Hina vô cùng hoảng hốt, nói lại với Hodaka về việc hai người sắp bị chia lìa. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Kei gọi tới. Hodaka vội vã chạy ra gặp anh ta, cứ tưởng được nhận lương, ai ngờ lại bị đuổi việc với lý do là bố mới thích thế. Đùa thôi, vì cảnh sát đến điều tra nơi ở. Nghe thế Kei sẽ mất quyền nuôi con gái, Hodaka thì không còn cách nào khác, đành nhận số tiền từ anh, rồi buồn bã quay trở lại nhà Hina. Rồi bất ngờ nhìn thấy cô đang chuẩn bị đồ đạc muốn rời đi, đồng thời khuyên nhủ Hodaka trở về với gia đình. Nhưng mà cậu thấy Hina quá ngon nên quyết không từ bỏ, nói muốn đi theo cô tới chân trời góc bể. Thế là cả hai rời khỏi nhà, đi tìm nơi trú ẩn để trốn khỏi cảnh sát, nhưng đi khắp nơi mà không ai nhận, vì cả hai đứa đều chưa đủ 18 tuổi. Cứ như thế cho đến khi nửa đêm, hai người vẫn không tìm được nơi để ở, đành phải lang thang ngoài đường, rồi vô tình gặp phải cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát này thì không biết sự việc của cả hai, nên Hina đã nói dối mình là sinh viên đại học. Đột nhiên cảnh sát dường như nhận được thông tin gì đó, muốn kiểm tra đồ đạc của cả hai. Hodaka thấy thế vội vã quay đầu chạy trốn, nhưng mà cậu chậm mà hó mẹ, lập tức bị bắt, buộc Hina phải cầu nguyện bầu trời lần nữa. Một tia sét đánh xuống, tạo ra một lợn nổ vú, tạo khoảng trống cho cả hai chạy trốn, rồi may mắn tìm được một khách sạn và có một buổi tối vô cùng hạnh phúc. Ngay lúc tất cả chuẩn bị say giấc nồng, thì Hodaka lấy hết can đảm tặng chiếc nhẫn cho Hina. Vì sự can đảm này, cậu nhận lại được, còn lâu. Cậu chỉ nhận lại được một sự thật là Hina sắp vĩnh biệt cụ, vì truyền thuyết về thiếu nữ thời tiết là có thật và cô phải hiến tế để bầu trời trong xanh trở lại. Bằng chứng là Hina cởi áo ra mà chả thấy vú đâu, chỉ thấy một thân thể trong suốt. Hodaka thấy thế khóc òa lên, tu nhân cơ hội ôm chầm lấy cô, rồi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hodaka phát hiện Hina đã hoàn toàn biến mất, vội vã chạy đi tìm, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị mấy anh cảnh sát tóm lại, muốn đưa cậu về thẳng đồn. Ngay khi bước ra khỏi khách sạn, cặp mắt của Hodaka nheo lại vì bị ánh nắng dọi thẳng vào. Nắng ư? Tại sao lại có nắng? Hodaka lập tức nhận ra một sự đau đớn trong sâu thẳm con chim. Nhầm, con tim của cậu. Hina đã hiến tế cho bầu trời để đổi lại quang cảnh như hiện tại, nhưng không ai biết điều này ngoài Hodaka. Cậu lập tức muốn đi tìm cô, nhưng bị cảnh sát ngăn lại, rồi tống thẳng về đồn. Nhưng nhân lúc họ không chú ý, Hodaka một lần nữa thành công chạy trốn nhờ có sự giúp đỡ của Natsumi, rồi hướng thẳng đến ngôi nhà hoang lần đầu cậu gặp Hina. Đúng lúc này, cảnh sát cũng đã tìm tới nhà của Kei, muốn hỏi chuyện về Hodaka, nhưng anh khẳng định là mình đếch biết gì. Ông cảnh sát thấy vậy thì kể lại câu chuyện của cậu và nói mình thật sự ghen tị với Hina. Đến đây, nước mắt của Kei vô thức chảy xuống. Trở lại với Hodaka, lúc này đang tức tốc chạy đến căn nhà bỏ hoang. Khi đến nơi thì bất ngờ phát hiện Kei bằng một cách thần kỳ nào đó lại có mặt tại đây. Anh muốn ngăn cản Hodaka lại vì nghĩ cậu đang bị thần kinh khi tin vào truyền thuyết vớ vẩn nào đó. Nhưng Hodaka đếch quan tâm, vô lấy khẩu súng đã vứt tại đây, hướng thẳng lên trời bắn phát, khiến đồng tử của Kei co lại trong phút chốc. Đúng lúc này, cảnh sát cũng ập tới, chĩa súng vào Hodaka, muốn đem cậu về quy án. Hodaka lúc này cảm xúc dâng trào, chẳng cần biết thêm gì nữa, gào lên thật to rồi vút súng chạy đi, và tất nhiên là bị tóm. Tuy nhiên những cảm xúc đó đã lay động được Kei, anh lao lên đấm vỡ mồm tên cảnh sát, mở đường cho Hodaka chạy thẳng lên tầng thượng, lao thẳng vào quỷ môn quan và phép thuật Wind Enchanted, cậu biến mất rồi xuất hiện trên bầu trời, gặp được Hina, hai người ôm chầm lấy nhau, cho cơm chó vào mồm tôi và bạn, rồi trở lại quỷ môn quan. Ngay lúc đó, thời tiết cũng lập tức thay đổi, sắc trời trong xanh bất chợt âm u, cơn mưa rào ập xuống, một cơn mưa không bao giờ ngớt. Chuyển cảnh tới 3 năm sau, Hodaka sau khi bị bố mẹ bắt trở về, lúc này đã học xong cấp 3 và chuẩn bị lên đường tới Tokyo, nơi hiện nay đã chìm trong nước biển. Tuy trong 3 năm này, cậu bị quản thúc và không thể liên hệ với Hina, nhưng tình cảm dành cho cô vẫn không hề thay đổi, rất muốn gặp mà lại không hề biết địa chỉ. Nên việc đầu tiên Hodaka làm khi tới Tokyo là tới thăm bà Tachibana Tomi và Kei cùng Natsumi, rồi sau đó buồn bã đi trên con đường quen thuộc. Tại đây, cậu bất ngờ nhìn thấy Hina, lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô, khóc nức nở như một đứa trẻ vị thành niên.
hết phim. Đây cũng là một tác phẩm nổi tiếng của Shinkai Makoto. Mặc dù không cách nào vượt qua cái bóng của Your Name, nhưng đây cũng là một bộ phim rất ý nghĩa bạn nên xem một lần trong đời. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.